បរិការទេសរោគជំងឺកូវីដ19ខ្នាតធំមួយគ្រឿងដែលចិនប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជានិងត្រូវដំឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីជួយពន្លឿនទៅដល់លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តខណៈកម្ពុជាក៏គ្រោងដំឡើងម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដ19នេះ3គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែរនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងជំងឺកូវីដ19ចាស់ជាងគេស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថា ក្រៅពីម៉ាស៊ីនតេស្តនេះភាគីចិនក៏នៅបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាផងដែរដើម្បីជួយសម្រួលដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុក្នុងការដំឡើងរៀបចំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់បុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធបើតាមស្ថានទូតចិនបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សំណាក់តេស្តរោគវីរុសរបស់ខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកែបកំពតនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្បែរនោះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកទីនេះដែរហើយនេះក៏ជាការ
tiết nơi trong khai mê xa cả mục này. Chỉ mùi nút kê đăng đá tha mùi kriêng ách nâng đầm lãng nơi trong một chạm một đồ chết đo chiếm nâng pi kriêng xe tiết ách nâng đầm lãng nơi ai về chiếc sở thán sau cập hiếp xa thiệt nạ. Bẹp bọn tên nâng vạ sang bà ca chung ngư COVID-19 cái tại pi vạ sang Sinovac nâng COVID-19 tại Campuchia miên khả nông đáy để phê phá chế bón. Hỏi còn phung bác đầm lãng ca chắc tới lời cổng một nụ ạ tìm hiếp. Rị rõ tháp bị bà Campuchia có bàn bàn chia tinh nâng vạ sang Sinovac pi bà tê chân một hàm tiết bà mán mươi liên pram sàn đốt đại tạm ca bàn chạy rõ bọc xâm đánh đầy chô hồn sàn nê dù rõ mân trách nê prea rít trên đầy chạy Campuchia vạ sang Sinovac nâng mọc đó Campuchia nâng cây tìm một phê pram mùi khai mì nà sàn đi vạ sang nít thay bàn rị rõ tháp bị bà Campuchia bàn chạy tham mần men chia chùm nuôi tế tại chỉ cả bàn chia tinh đập tòa rõ bọc Campuchia tới cạnh bà tê chân. Pi, chào bà hút đi nô, Pi Phnom Penh.